condition. Từ này có ba âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai các bạn nhé. Âm tiết đầu tiên chỉ âm ơ ngắn, ơ, ơ, con. Các bạn không đọc là con nhé. Các bạn cũng đừng quên âm cuối, ừ, ừ. Condition, ca, ca, ca. Từ này chỉ có một âm tiết chỉ nguyên âm đôi, L, L. Care, help, help, help. Từ này chỉ có một âm tiết. Các bạn lưu ý, kết thúc từ này chúng ta có hai phụ âm. Phụ âm uốn lưỡi, ờ, ờ, và phụ âm thè lưỡi. Âm thè lưỡi các bạn chỉ cần thè lưỡi, răng cắn nhẹ vào lưỡi và thổi hơi thôi nhé. Exercise. 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 Từ này có ba âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn nhé. Các bạn lưu ý, không quên âm k ở cuối âm tiết đầu tiên nhé. Ek. Âm tiết thứ ba có chữ nguyên âm đôi, I, I. Các bạn cũng đừng quên phụ âm hữu thanh ở cuối, z, z. Không phải là phụ âm vô thanh, z, nhé. Exercise. Anxious. 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 Từ này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn nhé. Các bạn lưu ý, âm tiết thứ hai bắt đầu bằng âm sh, sh. Âm này các bạn nhớ chu môi, không cắn răng mà thổi mạnh hơi nhé. Các bạn cũng đừng quên phụ âm cuối, cắn chặt răng và cho hơi ra thôi nhé. Anxious. Awake. 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 Từ này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai các bạn nhé. Âm tiết đầu tiên là âm ơ ngắn, ơ, ơ. Âm tiết thứ hai có chữ nguyên âm đôi, a, a. Các bạn cũng đừng quên bật phụ âm cuối, k, k, nhé. Awake. Curious. 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 Các bạn chú ý, từ này có 3 âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nhé. Đó lưu ý, từ này có chứa âm k là một phụ âm vô thanh xuất hiện ở đầu từ. Các bạn cần bật hơi rõ ràng nhé. Cuối cùng đó là phần âm cuối. Curious. Mind. 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 Các bạn lưu ý, từ này có chứa nguyên âm đôi I. Chúng ta đọc âm A và âm I nối với nhau. Âm A đọc dài hơn một chút là được nhé. Cuối cùng là phụ âm hữu thanh D xuất hiện ở cuối từ. Các bạn lưu ý, chúng ta bật rõ ràng, dứt khoát để phân biệt với âm T là một phụ âm vô thanh các bạn nhé. Mind. Body. 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 Các bạn lưu ý, từ này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn nhé. Từ này đồng thời cũng có chứa âm o ngắn. Các bạn mở miệng và bật ngắn âm o là được nhé. O. Body. Brain. 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 Các bạn chú ý, từ này có phụ âm liên tiếp b và r. Đọc nối với nhau sẽ là br. Từ này đồng thời chứa nguyên âm đôi a. Các bạn đọc âm e nối với âm i. Âm e đọc dài hơn âm i một chút là được nhé. A. Brain. Damage. 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 Các bạn lưu ý, từ này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn nhé. Từ này có chứa âm e bẹt. Nếu bạn phát âm theo kiểu của Anh Mỹ sẽ đọc là a. Mở miệng âm a, đọc âm e.
Còn nếu theo kiểu của Anh, bạn có thể đọc là A, mở miệng âm A và bật ra âm A. Từ này kết thúc bằng âm J. Khi đọc, bạn chú ý bật hơi và run cuống họng nhé. Damage. Muscular. Muscular. Từ này có 3 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn nhé. Âm tiết đầu tiên có chữ âm A ngắn, A, A, và kết thúc bằng phụ âm vô thanh, S, S. Âm tiết thứ hai có chữ âm Y, K. Muscular. Mindful. 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 Từ này các bạn chú ý có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Nguyên âm đôi trong từ này là âm I. Các bạn chú ý đọc âm A nối với âm I. Âm A đọc dài hơn âm I một chút là được nhé. I. Các bạn chú ý từ này có âm D ở giữa từ. Các bạn phát âm đầy đủ và rõ ràng nhé. Các bạn cũng đừng quên từ này có âm cuối O. Để đọc được âm này, các bạn chỉ cần đưa đầu lưỡi chạm răng trên, sau đó bật âm ra là được nhé. Mindful. Extraordinary. Extraordinary. Từ này có 5 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai các bạn nhé. Âm tiết đầu tiên có chữ âm y ngắn e và kết thúc bằng âm k. Ik. Âm tiết thứ hai bắt đầu bằng 3 phụ âm liên tiếp nhau st và r. Stre, stre. Âm tiết thứ hai cũng chiếu nguyên âm o dài. O, o. Extraordinary. Obviously. 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 Các bạn chú ý, từ này có 4 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Từ này bắt đầu bằng âm o ngắn. O. Các bạn chú ý mở miệng và bật ra âm O, dứt khoát và rõ ràng nhé. Lưu ý cuối cùng đó là từ này có chứa âm S ở phần giữa từ. Các bạn phát âm rõ ràng và đầy đủ nhé. Obviously. Unlikely. 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 Từ này có 3 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai các bạn nhé. Âm tiết đầu tiên có chữ âm A ngắn. A, A. Các bạn không nhầm với U nhé. Âm tiết thứ hai có chữ nguyên âm đôi. I, I. Âm tiết thứ ba bắt đầu bằng 2 phụ âm. K và L. Kl, kl, kli. Unlikely. Embarrassed. 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 Từ này chỉ có 3 âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai các bạn nhé. Âm tiết đầu tiên có chữ âm y ngắn e, e, im. Các bạn không đọc là em nhé. Các bạn cũng đừng quên 2 phụ âm cuối và embarrassed. Dentist. 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 Các bạn lưu ý, từ này có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nhé. Từ này đồng thời có chữ âm cuối là phụ âm liên tiếp và t. Các bạn đọc nối lại nhé. Dentist. Heartbeat. 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 Các bạn lưu ý, từ này có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn nhé. Từ này đồng thời có chứa 2 nguyên âm, đó là nguyên âm A dài sẽ đọc là A và Y dài sẽ đọc là I. Từ này đồng thời cũng sẽ kết thúc bằng âm cuối là một phụ âm vô thanh. Các bạn lưu ý bật âm rõ ràng và dứt khoát nhé. Heartbeat. Prevent. 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 Các bạn lưu ý từ này có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nhé. Từ này đồng thời có chứa phụ âm liên tiếp p và r. Các bạn đọc nối với nhau nhé. Pro,
Các bạn cũng đừng quên từ này kết thúc bằng âm T là một phụ âm vô thanh. Chúng ta bật rõ ràng và dứt khoát nhé. Prevent. Remain. 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 Các bạn lưu ý từ này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai các bạn nhé. Từ này có chứa nguyên âm A. Các bạn lưu ý đọc âm E nối với âm I. Âm E dài hơn âm I một chút là được nhé. A. Remain. Blood. 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 Các bạn lưu ý từ này có chứa nguyên âm A ngắn. Chúng ta sẽ đọc là A. Từ này đồng thời cũng sẽ có chứa âm cuối D. Chúng ta bật rõ ràng, dứt khoát, rung cuống họng để phân biệt với âm T. Blood. Sight. 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 Các bạn chú ý từ này có chứa nguyên âm đôi I. Các bạn đọc âm A nối với âm I. Âm A đọc dài hơn âm I một chút là được nhé. I. Một lưu ý nữa đó là từ này kết thúc bằng âm T là một phụ âm vô thanh. Các bạn chú ý bật rõ ràng nhé. Sight. Wait. 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 Các bạn lưu ý từ này có chứa nguyên âm đôi A. Các bạn đọc âm E nối với âm I. Âm E đọc dài hơn âm I một chút là được nhé. A. Các bạn cũng đừng quên từ này kết thúc bằng một âm T là một phụ âm vô thanh. Chúng ta bật rõ ràng nhé.